Chuyển sang thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, triển khai kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và xây dựng thí điểm công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên toàn quốc. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Năm 2022, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương đã ban hành kế hoạch số 333 ngày 30 tháng 6 năm 2022 về tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm lan tỏa mạnh mẽ về phong trào trong khắp cả nước. Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương, lực lượng công an toàn quốc đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tham mưu với cấp ủy chính quyền, Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cùng cấp chỉ đạo và tổ chức ngày hội đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều đơn vị địa phương đã có sáng tạo trong tổ chức ngày hội với sự đổi mới về nội dung, hình thức, phù hợp với tình hình, điều kiện, hoàn cảnh của địa phương, tạo sức lan tỏa thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, thực sự là ngày hội của nhân dân, góp phần đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển lên tầm cao mới, tạo chuyển biến thêm về nhận thức của cấp ủy chính quyền các cấp đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Chiều ngày 24 tháng 11, bà Trần Thị Hoa Ri, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại huyện Trần Đề về tình hình triển khai thực hiện một số chính sách giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng đi có bà Tô Ái Phan, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Thời gian qua, các chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Trần Đề được thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, công tác xét duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình theo quy định. Trong giai đoạn 2019-2022, huyện đã được cấp kinh phí hỗ trợ miễn giảm học phí cho trên 1.800 học sinh với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, hỗ trợ gạo cho 205 em, tiền ăn cho 865 học sinh với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, hỗ trợ học bổng hàng tháng cho 840 học sinh trường dân tộc nội trú với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn và đưa ra những kiến nghị, đề xuất trong công tác triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục vùng dân tộc thiểu số. Bà Trần Thị Hoa Ri, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội, ngoài đánh giá cao kết quả địa phương đã thực hiện, đề nghị thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện Trần Đề tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các chế độ hỗ trợ giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chỉ đạo các xã, thị trấn, các trường học thực hiện tốt công tác rà soát, xét duyệt, tổng hợp các đối tượng học sinh được hưởng các chế độ đảm bảo quy định. Đối với những khó khăn, đề xuất của huyện, đoàn đã ghi nhận.